Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, Thông tư số 24 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới chính thức có hiệu lực. Theo đó, biển số xe ô tô, mô tô sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Lợi ích của việc cấp biển số định danh là chủ xe được quyền sở hữu biển số suốt đời. Nếu chuyển quyền sở hữu xe như bán, cho, tặng, thì chủ cũ giữ lại biển số và giao biển số về cơ quan đăng ký quản lý cấp biển số. Biển số này sẽ được cấp lại cho chủ xe cũ khi đăng ký xe khác thuộc sở hữu. Sau 5 năm, kể từ thời điểm thu hồi, chủ biển số không có xe mới đăng ký, thì biển số đó bị thu hồi vĩnh viễn để đăng ký cho xe khác, chủ khác. Chỉ một trường hợp duy nhất được bán xe kèm theo biển số là xe gắn biển số trúng đấu giá. Nếu bán xe kèm theo biển số trúng đấu giá, thì chủ xe không phải nộp lại biển số trúng đấu giá, nhưng phải nộp bản sao chứng từ, chuyển quyền sở hữu xe và xuất trình bản chính để đối chiếu. Theo như tôi thấy thì nếu mà hiện nay nếu mà cấp xe theo cái biển số định danh theo của nghị định thông tư 24 của chính phủ thì nó thuận tiện cho một cái là gọi là quản lý của chính phủ sau này về cái biển số xe, và đối với cái xe đó thì người sử dụng là ai thì cơ quan quản lý nhà nước họ sẽ truy xuất rất là nhanh, tránh cái tình trạng mua xe mà không thay đổi biển số sau này nó liên đới tới người chủ xe đầu tiên. Biển số định danh là biển số xe được cấp và quản lý theo cái mã định danh của chủ xe. Và biển số định danh phải đảm bảo biển số là có ký hiệu, số seri, kích thước biển số, màu biển số theo quy định của thông tư số 24 về đăng ký xe. Nói về cách dễ hiểu hơn thì việc đăng ký cấp biển số định danh thì đây cũng là điểm mới, trọng tâm của thông tư 24, thay đổi toàn bộ cái phương pháp quản lý xe từ trước tới nay. Trước đây quy định biển số gắn theo xe, và hiện nay thì theo thông tư này thì biển số sẽ gắn theo người, theo mã định danh của xe. Sau 2 tuần triển khai thực hiện thông tư 24, lực lượng công an tỉnh Kon Tum đã làm thủ tục cấp biển số xe theo mã định danh cho 880 xe ô tô, mô tô và các loại phương tiện khác. Tuy nhiên do mới triển khai và thực hiện thủ tục qua phần mềm nên gặp vài trở ngại. Như hệ thống gặp lỗi, không hiển thị, một số người dân còn gặp khó khăn trong việc làm thủ tục sang tên, thu hồi biển số xe. Hiện tại đang vướng cái vấn đề và thủ tục là sang tên cho cái người chủ mới. Thế vì cái mình mua chiếc xe thì mình đang đứng hợp đồng ủy quyền, cái chủ cũ ở ủy quyền cho mình. Thế bây giờ mình bán cho ông B, ông C gì đó, thì mình làm cái thủ tục sang tên cho họ. Thì bây giờ khi làm cái thủ tục mà thu hồi đăng ký và biển số cũ với cái quy định mới sau ngày 15 tháng 8 trở về sau này, thì và bắt buộc là phải có cái người chủ cũ lên để làm cái thủ tục thu hồi đăng ký và biển số xe thì mới chuyển tên qua cho cái người mới được. Thì bây giờ cái người chủ cũ thì sau khi họ bán cho mình cái xe đó rồi thì họ đi chuyển nơi khác làm ăn phương xa. Thế bây giờ mình liên hệ cái người chủ cũ đó rất là khó khăn. Thông tư 24/2023 của Bộ Công an ban hành nhằm cải thiện quy trình quản lý, cấp và thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông, cơ giới đường bộ, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về giao thông. Việc thực hiện thông tư sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý giao thông và đảm bảo an toàn trật tự giao thông đường bộ.